14 giờ, lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức trang trọng tại thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, quê hương ông. Ngay sau lễ viếng của đoàn đại biểu, đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo, hàng vạn người dân, đại diện các tổ chức, đoàn thể, đơn vị và người dân các khu dân cư, thôn xóm của 30 xã, thị trấn trong huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Trong niềm tiếc thương vô hạn, người lãnh đạo cấp cao của đất nước và thành phố Hải Phòng, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Bảo. Chúng tôi rất là cảm động, bùi ngùi xúc động khi được về đây thắp nén hương cho đồng chí Lê Văn Thành. Thì đồng chí Lê Văn Thành là một người cán bộ đảng viên là có tâm, có tầm và có cái tư duy, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Và phải nói là cái công ơn của ông là cán bộ và nhân dân làng Cổ Đảng nói riêng và xã Tân Liên nói chung, cũng như thành phố Hải Phòng nói chung đó, là rất là ghi ơn và biết ơn công ơn của đồng chí Lê Văn Thành. Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có nhiều quyết sách góp phần đưa kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Với quan điểm chính sách an sinh xã hội phải đi trước một bước so với phát triển kinh tế, ông luôn nghĩ đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân như xây dựng, cải tạo chung cư cũ, hỗ trợ xi măng, xây sửa nhà đối với các gia đình có công khó khăn về nhà ở, nâng mức hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong dịp lễ Tết v.v. Bác Thành, bác là con em của quê hương chúng tôi đúng là chúng tôi thấy là nếu khi nghe tin bác Thành mà cái mất đi là chúng tôi hầu như nhân dân chúng tôi mất đi một người lãnh đạo quay lại. Là chúng tôi cũng chưa từng thấy bao giờ mà có một vị lãnh đạo của xứ quê hương tôi mà được mà có một cái gọi là cái thông minh mà sáng tạo, dám nghĩ dám làm mà quan tâm đến nhân dân chúng tôi, vậy chúng tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Cũng trong chiều nay tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 8 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, đông đảo các đoàn thể và người dân thành phố Hải Phòng đã đến viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.